Chào quý vị. Đây, Phong đi ngoài đồng thì thấy khu này lắm cá quý vị ạ. Ông xuống ông mò xem có con gì không. Ôi, lắm lắm ạ, quý vị ơi, lắm lắm. Ui, cá to chưa quý vị. Cá thiệt cá quý vị. Nhiều quá không quý vị ơi. Này Phong đi qua ruộng thấy quá trời cá này, con cá to chưa? Tối nay được bữa kho rồi. 2, 4, 6 con. Không mò lúc nữa nha. Được rồi.
Một cái vũng nhỏ này mà 7-8 con cá quý vị ạ. Cá to chưa? To nhất đây này. Tối nay về được bữa kho rồi quý vị ơi. Một cái rãnh bé tí này mà bao nhiêu cá quý vị ạ. Ôi, đá quá. Mang về nướng rồi, mai mang về nướng rồi. Được hơn cân cá quý vị ơi. Mang về nướng nướng bùn. Hai này to nhất rồi mọi người. Đây đi bắt cá. Cảm ơn mọi người nha. Mai Phong về Phong nướng cá. Đây ra ngõ gặp gì không biết mà hên thế. Mới vào đồng một chút thôi mà bắt được 8 con cá quý vị ạ. Rồi. Quý vị nào muốn ăn cá tối ra anh em nhá. Tối ra anh em nướng. Rồi, cảm ơn mọi người, được một bữa ăn ngon rồi mọi người ạ. À.